Chào các bạn, mời các bạn chúng ta cùng tiếp tục tham quan vườn bonsai cây cảnh anh Thám Trần ở Đan Phượng, Hà Nội. Trong một cái khuôn viên vừa vặn, không quá rộng, nhưng ở đây thì được chủ nhân là sưu tầm những cây rất nhiều chủng loại. Ngoài cây xanh là chủ đạo thì chúng ta còn thấy rất nhiều loại cây vừa thương mại vừa là bonsai. Đó, chúng ta thấy là đây còn có một cây mộc, rồi hoa trà, hoa giấy. Chúng ta lát nữa chúng ta xem là những cây hoa giấy này được chủ nhân bán là giá bao nhiêu. Đây là thuộc giấy Mỹ các bạn. Đó, hoa giấy Mỹ. Đấy. Còn bên đây là bonsai. Và đây, chúng ta là cây lộc vừng hai thân, dáng trực, đế đều tỏa bốn phía, dáng cây rất là duyên, tay cành rất là côn. Đó. Một cây xanh nữa. Còn đây là cây vạn tuế. Vạn tuế mini. Cũng được trồng trên một phiến đá thấm thủy. Rồi chúng ta cùng nói chuyện với bác chủ vườn. Bác có cái nick Zalo Facebook là Thám Trần. Rồi chúng ta cùng xem giá cả cây bác bán như nào. Ai có thiện chí, có yêu mến những cây này, chúng ta cùng liên hệ với bác. Số điện thoại của nhà mình là gì bác nhỉ? 0983 991 769 769 0983 991 769 cuối cùng là 769. Rồi những cây cây xanh mini này thì giá nào á? Giá cả nó ví dụ như đây cây này có ghi giá là 1.500.000. Đấy là ghi rồi đấy nhỉ. À 1.5 triệu. Cây này mai chiếu thủy giá 2 triệu. Đấy là cây mai chiếu thủy 2 triệu. Trên chậm tàu. Nhỏ nhắn xinh xắn. Vâng. Cây để bàn uống trà đấy. Vâng. Như cây xanh Nam Điền này là 1.700.000. 1.700.000. Cây xanh nhỏ nhỏ nhưng mà rất là mềm mại nhỉ. Vâng. Đấy. Vâng. Dịp ngắn. Đó. Chiều cao chỉ khoảng 20 phân. Rồi 20. Cây rất là côn. Vâng. Cây này về nhà chăm chút tí nữa là vâng. Ngồi uống cà phê ngắm trà rất là tốt đấy. Vâng. Rất đẹp. Đấy. Cốt cây rất là mềm mại. Đấy là cây mẫu đơn. Cây bông trang, ta gọi là cây bông trang. Trong miền Nam thì gọi là bông trang. Vâng, ngoài Bắc. Ngoài Bắc mình gọi là mẫu đơn. Vâng. Đơn lá nhỏ. Vâng, đơn lá nhỏ. Ví dụ như cây này là có 1.400.000. 1.400.000. Vâng. Lát nữa nó đơm hoa lên là hoa này là hoa hường hay hoa đỏ? Hoa đỏ ạ. Là hoa đỏ. Đẹp. Thế còn cái cây cây tùng cối này làm nhỉ? Cây tùng cối này có giá là 10 triệu ạ. 10 triệu. Vâng.
cùng cối rất là mềm nhỉ. Dẻo, dẻo. À, cây rất là uốn nắn. Này về chịu chơi thôi. Cùng cối này các cụ ngày xưa rất là ưa chuộng. Vâng. Rất là thích. Bây giờ cũng nhiều người chơi anh. Vâng, bây giờ là chăm sóc nó rất là ít, một năm chỉ phải cắt tỉa một lần. Rồi. Như cây xanh thì mỗi một năm có thể cắt tỉa 3-4 lần. Vâng. Nhưng cây tùng cối này một năm chỉ được một lần thôi. Vâng. Đấy, đặc biệt cây này rất là khó, rất là kén điều kiện chăm sóc. Chăm sóc thì nó rất dễ chăm sóc, kể cả là có thể 2-3 ngày cũng tưới nước cũng được. Chăm bón rất dễ. Rồi, thế thì chúng ta vào bên trong nhỉ? Vâng. À, như cây sung này thì... Cây sung ấy là có một giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 cây sung. Vâng. Đôi tùng tuyết. À. Giá huyền. Đây là tùng... Tùng tuyết. Tùng tuyết. Vâng. Cho anh em xem. Kìa, một cây nữa là một đôi. Vâng. Giáng huyền. Giáng huyền rất là đẹp. Đó. Đôi này giá thế nào bác nhỉ? 4 triệu ạ. 4 triệu một đôi này. Cây này để hai bên cửa nhà. Vâng. Bên trong cây xanh này bác. Cây xanh ấy giá là 12 triệu. 12 cây triệu. Xanh quê. À, xanh này xanh quê không phải xanh xanh quê ạ. Già sun lại rồi. À, cây này nó già rồi. Sun hết rồi. À, cây xanh quê này giá à, nó cái da của nó đã sun lại rồi đấy. Chứng tỏ là cây này cũng là cây mà rất là già, rất là lâu năm tuổi rồi. Và lá nó nhỏ lại rồi đấy. Nhỏ hơn cả lá Nam Điền rồi. Vâng ạ, nhỏ. À, chúng ta thường rất ít khi nói đến xanh lá móng. À, chúng ta chỉ thường nói đến là xanh Nam Điền và xanh quê. Và xanh lá móng là một trong những loại cây xanh được làm bonsai rất là đẹp. Tuy nhiên thì rất ít người được biết về cây xanh này. Và hôm nay chúng ta vâng, chúng ta lại có cơ hội để được xem một cây xanh lá móng nữa. Đó. Có người nói là cái cây xanh của ông Bắc Thành ấy, xanh mâm xôi con gà ấy là một trong những loại xanh lá móng. Vâng. Rồi. Công nhận là cây xanh lá móng là một cây làm bonsai rất đẹp. Lá nó rất đây, xanh. Vâng. Đây là cây xanh lá móng này các bạn này. Cây xanh lá móng này thì đặc biệt là cái lá của nó có hình như mũi hài, hay gọi là xanh lá mũi hài. Đó. Xanh đó. Đây. Lá của nó đây. Lá nhỏ. Lá xanh đậm. Và có màu xanh đậm và cái lá của nó rất là dày lá, đặc biệt là chi răm rất là dày. Và cây xanh này cho rất nhiều rễ, ra rất nhiều rễ. Thân cây thì nó không được, không có nhiều thân lớn nhỉ. Vâng, cái giống xanh lá móng nó nhiều thân ạ. Vâng, nó nhiều thân mà thân nó nhỏ thân. Nó nhỏ thân, nó không lớn thân như cây xanh Nam Điền. Như xanh Nam Điền. Và khi mà cây nó dày, nó già cây thì cái vỏ của nó bị chun. Chun vỏ và vàng như là Nam Điền. Rồi. Và cái thân của nó bẹ thân chứ nó không tròn thân như Nam Điền. Đó. Chúng ta tìm hiểu đôi chút về cái cây xanh lá móng này. Thế còn bạn nào mà có kiến thức thêm
nhiều hơn về cây chanh đá móng này thì chúng ta có thể cho thêm lời comment, những lời nhận xét ở phía dưới. Cây này là giá bao nhiêu bác nhỉ? Cây chanh bây giờ là có giá 50 triệu. À, 50 triệu. Cây này dáng làng nhỉ? Ta tiếp tục đi tham quan một số cây khác. À, đây là cây tùng La Hán này. Cây này rất là côn. À. Này giá nào bác? Cây này giá 21 triệu. 21 triệu. Tiếp tục là cây mai chiếu thủy. Lá lớn. Cây này thì nó thường sống ở trong miền Nam với điều kiện là khí hậu nóng ẩm. Tuy nhiên thì cây này được thuần hóa ở miền Bắc. Loại lá lớn này thì nó ưa chuộng với khí hậu miền Bắc hơn. Cây này già rồi, nhiều hoa, tháng riêng bật nọc là ra hoa luôn. Đế đều, thân côn. Cây này giá là bao nhiêu tiền? Cây này giá bây giờ là 19 triệu. 19 triệu. À, đây một cây tùng nữa này, cây tùng rất đẹp này, cây tùng bộ đế rất là đều, đó, thân rất là côn, rất là mềm. Cái này giá bao nhiêu bác nhỉ? Cái này giá 8 triệu. 8 triệu, đó. Bác nào ưa tùng thì chơi cái này đẹp quá. Ta xem đường chuyển của thân cây, của cành. Đó, được rất mềm, rất được uốn nắn rất là mềm mại. Đây là một năm, chuyển đây một năm nữa. Đấy, cây tùng này làm không phải là làm một lần ăn ngay, mà nó phải làm từng năm một. Khi liền cái thẹo này bắt đầu làm tiếp năm này, tiếp thẹo này. Đấy, từ đây đây là một năm, đây là một năm nữa, đây một năm nữa, đây một năm nữa, đây một năm nữa. Đấy, cứ như vậy. Chứ tùng mà làm như xanh là chết ngay. Vâng. Cái này là phải bổ thân. Vâng. Người ta phải làm cho nó yếu cái chỗ này. Vâng. Rồi người ta buộc dây, rồi uốn. Cây Nam Điền. Vâng. Còn cây xanh Nam Điền này thì giá nào bác? Giá cây đấy là 40 triệu ạ. 40 triệu. Giá hai thân. Giá trắng nết lên. Vâng. Trên. Cây này dáng là trực hoành. Chúng ta nhìn thấy cái lá của cây Nam Điền khác với cái lá xanh lá móng này. Đó, rất khác. Nhìn qua thì cảm thấy giống nhưng mà nhìn kỹ thấy nó khác ngay. Nam Điền là cây xuân. Ở đây cái cây lộc vừng dáng hai thân này. Cây là bao nhiêu bác? Đấy, lộc vừng đấy. Bây giờ có 15 triệu. 15 triệu lộc vừng đấy. Cây lộc vừng hai thân giá 15 triệu. Hai thân rất là duyên. Thế còn cây chanh lớn bám đá này thế nào bác? Cây chanh to là giá 200 triệu. 200. À, 200 cây chanh. Chanh bám đá rất là lâu năm tuổi rồi. Rồi. Còn đây có một cây hoa giấy nữa bác này. Vâng ạ, cây hoa giấy tím Huế. Tím Huế. Vâng. Cây nó chỉ có một nửa thân. À. Bác có thể nói giá tiền cây này cho. Giá cây này là 25 triệu. 25 triệu. Cây này rút ra hoa là rất đẹp đấy. Vâng. Khi mà nó bung mầm là nó sẽ ra hoa nhỉ? Vâng ạ. Bung mầm cái là ra hoa luôn. Vâng. Đường thân mềm mại. Này thân lại có lúa.
bác nào có nhu cầu liên hệ với chủ nhà với số điện thoại là 0983 991 769. Tôi xin nhắc lại là 0963 991 769. Còn đây là một hai cây hoa mộc rất là bự. Đây, gốc của hoa mộc đây, cành rất lớn. Anh mật thám quan cao. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cho mình một nút đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.